Văn Anh cho chị hỏi, trên tay chị đang cầm cái gì? Cây bút màu đen. Ừ. Thế nếu như bây giờ nhé, mà có một chú chó chạy vào đây và chị dơ dơ trước mặt nó như này thì nó sẽ nghĩ đây là cái gì? Theo nghĩ là nó sẽ nghĩ đây là một cục xương hoặc là một món đồ chơi để gặm đúng không? Ừ, chơi luôn. Thế thì bây giờ trong trường hợp này, con người thì nghĩ đây là cây bút, còn chú chó thì nghĩ là một đồ chơi, thì ai đúng ai sai? Chắc là cả hai đúng. Đúng hoặc có thể cả hai đều sai nữa. Thế thì bài học đầu tiên rút ra đây đấy chính là không có đúng không có sai, mình phải tôn trọng cái thế giới quan người khác, và cái thế giới quan đây là những lời nói, suy nghĩ, hành động, và mình không được phán xét người khác theo cái ý của mình. Thế thì bây giờ chị đặt cái bút này ở đây và trong cái phòng này không hề có ai hết, thì cái bút này là gì? Nó là cục xương. Nó chỉ là một vật thôi đúng không? Tại vì chị đã bảo con chó ra ngoài đâu. Ok, thì chú chó cũng ra người ngoài luôn. Ok. Thì căn phòng không có ai hết, không có chú chó luôn. Thì nó chỉ là một vật có sẵn nằm trên bàn này thôi, và nó chưa có tác dụng gì hết. Và ngày mai khi mà chị là người đầu tiên bước vào đây, chị nhìn thấy cái vật này thì nó lại trở thành cái bút nữa. Thế nếu như mà chú chó chạy vào đây trước chị thì nó lại thành cái gì? Nó là cục xương. Cục xương. Thế nếu như mà chị mà bế chú chó vào đây thì khi mà cả hai cùng nhìn vào thì nó lại trở thành cả hai đúng không? Thế thì bài học thứ hai mình rút ra từ câu chuyện cái bút đấy chính là tính không, và trong tính không thì có tính tiềm năng, khi mà có một chủ thể quán chiếu vào thì nó có thể trở thành bất cứ gì. Thế thì bây giờ chị cầm cái bút này trên tay nhá, thì em nhìn thấy là cái bút đúng không? Vậy thì nó đến từ phía nó hay nó đến từ phía mình? Em nghĩ là nó đến từ chính tâm trí của mình, từ chính tâm trí của mình đúng không? Thế thì bài học thứ ba rút ra đây đấy chính là mọi sự vật sự việc nó đều xuất phát từ tâm trí của mình. Nếu như mà nó xuất phát từ tâm trí của mình ấy, thì bây giờ chị hút cái bút này biến thành một viên kim cương được không? Đây, nhưng mà nếu nó đến từ chính tâm trí của mình thì mình có thể biến nó thành một viên kim cương được không? Chị nghĩ là được. Được đúng không? Thế thì chị biến đi, nếu mà nó là viên kim cương thì chị phải tặng cho em. Ok, nếu là viên kim cương chị tặng hết cho em luôn. Ok. Thế thì cũng được nhá. Ok. Ồ, nó vẫn chỉ là một cái bút thôi. Cái bút. Vậy thì bài học rút ra đây là gì? Đấy chính là mọi vật, mọi sự vật sự việc nó không đến từ mong cầu mong ước, mà mình phải gieo trồng những hạt giống tích cực, giả hạt giống tốt vào đấy, thì nó có thể trở thành bất cứ thứ gì mà mình muốn. Có thể ngay tại thời điểm này nó không trở thành viên cương, nhưng trong tương lai nếu mình gieo trồng những cái hạt giống, những cái tiềm năng của mình để có thể biến nó thành một cái giá trị như một viên kim cương. Ừ. Đấy, chị có thể làm thế nào để ra được một viên kim cương không? Thì cái này nó liên quan đến 4 bước xếp hàng. Thì bước đầu tiên đấy chính là mình quyết định cái mong muốn của mình trong một câu đơn. Bước thứ hai đấy chính là mình tìm người có cùng mong muốn giống mình và lên kế hoạch với họ. Bước thứ ba đấy chính là mình hành động theo cái kế hoạch mà mình đã lên ở bước hai. Và bước thứ tư là mình thiền, tức là buổi tối khi mà mình đi trước khi ngủ mình nghĩ lại hoặc là mình nhớ về những cái việc làm tốt mình làm trong ngày, trong quá khứ mà mình đã từng làm tốt. Thì đấy là 4 bước xếp hàng để mình có thể biến cái mong muốn của mình thành sự thật. Thì đấy chính là bài học, đấy chính là câu chuyện cây bút là 4 bước xếp hàng. Thì xong rồi, cảm ơn chị hôm nay đã kể câu chuyện cây bút. Lâu lắm rồi em mới nghe một câu chuyện cây bút nó giống em như thế. Tại vì mọi người kể câu chuyện cây bút là hay lấy ví dụ ông dụ nọ ví dụ kia đúng không? Nhưng mà thời gần đây em cảm nhận là mình kể câu chuyện cây bút như là học thuộc lòng ấy. Chị có cảm nhận như thế không? Thực ra chị đi học ở nhóm ấy, chị Hồng cũng thường bảo là mình không nên biến tướng quá nhiều câu chuyện cây bút mà mình nên đi theo form của nó. À không, tất nhiên là mình sẽ đi form của nó đúng không? Nhưng mà mình thường những cái người mà mới bắt đầu nghe ấy, mình nên kể một chút cái ví dụ ở cái thế giới quan của mình. Nhưng trước khi nói cái ví dụ đấy, hãy nói rằng tôi kể với cái thế giới quan của tôi, chứ không có nói là mình đang biến tướng cái câu chuyện thế giới đấy, mà mình nói rằng mình nói theo cái thế giới quan của mình. Giống như chị Hà Sinh hôm vừa chị có một video nói, có một anh học viên anh hỏi về cái vấn đề Phật pháp, chị không dám nói nhưng mà chị đã đọc qua rất là nhiều sách Phật rồi chị mới dám nói. Nhưng mà khi mà chị nói trước khi nói, chị nói đây là nói theo cái thế giới quan của chị, còn nó sẽ không có đúng không có sai. Thì trước khi chị một lấy ví dụ chị hay nói cái đó câu đấy thì mọi người sẽ không có vấn đề gì với chị cả.
Nhưng mà em nghĩ là mình nên có ví dụ để những người người ta nghe người ta có thể hiểu. Giống như cái việc mà chị vứt cái bút ở đây cho con chó đúng không? Nó chỉ biết nó gặm thôi, chứ nó đâu có biết là nó có công dụng gì đâu đúng không? Cũng giống như chị vứt, em đưa chị một cái bút này nhưng em không nói với chị là cái bút này để làm gì. Thì chị không hiểu câu chuyện cái bút nó đến từ đâu và nó có tác dụng như thế nào. Thế là câu chuyện cái bút của chị hôm nay kể thì em thấy khá giống em. Vì em bị kiểu bị quên mất cái đoạn kết luận 1 là nó không có đúng không có sai, và nó sẽ có đúng có sai xuất hiện khi mà có luật pháp và có cam kết. Thì lúc đó lại chị không có nói cái đoạn này đúng không? Thì hôm qua kể câu chuyện cái bút em cũng đã quên mất cái đoạn này. Thì hạt giống nó đến từ mình thôi, mọi thứ nó đến từ mình. Thì khi mà nghe câu chuyện cái bút của chị thì em thấy khá là giống của em này. Thứ nhất là quên cái đoạn mọi thứ nó đến, nó chúng ta cần tôn trọng cái thế giới quan của người, nhưng nó sẽ đúng có sai khi mà có luật pháp và cam kết. Thứ ba là khi mà mình vẫn đang mập mờ ở cái kết luận thứ ba và kết luận thứ tư, đó chính là mọi thứ nó đến từ mình, nhưng mà mình lại không giải thích được tại sao nó lại đến từ mình và nó đến theo hướng nào, đúng không? Ví dụ có phải là tôi giơ cái bút này lên và mọi người nói rằng cái bút này nó đến từ chính cái bút và nó không thể đến từ nó đến từ chính tâm trí của tôi và nó không thể đến từ phía cái bút. Vậy tại sao nó đến từ đâu? Nó đến từ chính tâm trí của tôi bằng cách nào? Trong tâm trí của tôi có hàng triệu triệu hạt giống, và trong từ đó có hạt giống của cây bút. Khi hạt giống đó nở thì nó bắt tâm trí của tôi phải cảm nhận và phải trải nghiệm nó. Nó phóng chiếu ra cho tôi đây là cây bút. Và tất cả mọi thứ chúng ta nhìn ở đây đó là hạt giống. Cây ghế này và hạt giống. Quán cà phê này là hạt giống. Chị ngồi ở đây là một hạt giống của em gieo trồng ra. Chứ nó không thể đến từ cây bút được. Nếu nó đến từ cây bút thì là con chó cũng phải nhìn thấy đây là cây bút, con gà hay là tất cả mọi thứ nhìn phải đây là cây bút, đúng không ạ? Thì mình sẽ phải trải nghiệm sâu hơn cái vấn đề. Chứ mình không nên kiểu nói kết luận thứ ba là mọi thứ đến từ mình. Vậy mọi thứ đến từ mình có thể biến thành viên kim cương được không? Giống như cái việc mà mình có một cây bút mình để đây, mày muốn làm gì thì mày làm đi. Ta không nói công dụng cho mày. Quên nhiều rồi. Đấy. Thì khi mà chị kể câu chuyện cây bút thì em nhìn ra cái vấn đề của em ngày hôm qua. Khi mà kể câu chuyện cây bút thì khi vừa kể em vừa nhận ra cái lỗi sai của mình, em sửa, em hỏi. Kể một lúc em hỏi mọi người có hiểu đoạn này không? Tại vì em thấy em bị gãy đoạn này quá. Mà rất là may mọi người cũng khá là hiểu cái đoạn đấy. Tại vì hôm qua là mọi người là ở